Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay chủ đề của chúng ta đó là giá xe Yamaha Exciter 155 2021 vào tháng 3 này nha. Rồi không dùng do tăng quốc nữa, vào thẳng vấn đề luôn. Thì chiếc đầu tiên mình quay cho các bạn xem đó là phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ nhám. Thì đỏ nhám thì nó có cả phiên bản khóa thường lẫn khóa thông minh. Thì chiếc này là phiên bản khóa thường nè. Và giá hiện tại của xe này là 51 triệu đồng, đã bao gồm VAT nha. Rồi, thì ở cái phiên bản, cái cả hai phiên bản đều là màu đỏ nhám kết hợp với tông màu đen nhám. Thì gần đây, trong thời gian gần đây, nhiều bạn gọi hỏi mình là anh ơi có màu đỏ bóng không? Em thích màu đỏ bóng, em cần mua đỏ bóng, em không thích đỏ nhám. Thì câu trả lời là không có màu green đỏ bóng, chỉ có màu tem sơn. Như trước đây mình có làm một cái video giới thiệu về màu tem sơn đỏ bóng, bạn có thể lục lại đi xem ha. Thì cái chiếc đó sẽ không xuất hiện ở video này, bởi vì sau khi mình làm video thì bán mẹ nó rồi. Rồi thì đó, như các bạn thấy ở đây là phiên bản khóa thường ha. Và phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ sử dụng khóa thường hai chìa như thế này, một chìa sử dụng như chìa dự phòng, rồi không có sạc điện thoại. Thắng của nó là một bê tông đó, đó là ba đặc điểm mà nó khác với lại khóa thông minh. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng VVA đó, tất cả các phiên bản 155 đều có VVA hết. Nó sẽ hỗ trợ mình vận hành tốt ở cái tốc độ cao. Tem của xe là tem GC, tem nổi nha. Và ở phiên bản nào thì chữ GC cũng là tem nổi đó. Bạn lưu ý, chỉ có xanh ghi là tem mới là tem dán chìm thôi, tem bình thường á. Nhưng mà được cái giá nó mắc nhất. Rồi, chiếc thứ hai mình giới thiệu với các bạn là chiếc độ nha. Thì bữa hổm mình có quay video về chiếc xe này rồi, là màu cam đen. Thì trong cái bản màu của xe nó sẽ không có màu cam, nên theo nhu cầu của thị trường, nhiều anh trai là thích cái tông màu cam đen này, nên đại lý độ lại theo nhu cầu của khách hàng. Thì chiếc độ như vậy, cái này là độ từ phiên bản cao cấp nha, tháng 2 bê tông nè, các bạn để ý ha. Đó, đây độ từ phiên bản cao cấp, cho nên là cái giá của nó đã hơi cao rồi, thì cộng với cái tiền nữa nó sẽ khá là cao. Thì chiếc này nó sẽ nằm trong tầm khoảng giá từ 58.500 đến 59 triệu đồng, tùy theo cái lượng phụ kiện trên xe là nó ít hay nó nhiều, nên nó dao động tầm khoảng vài trăm nghìn đó. Thì chiếc này có gắn baga titan nè, rồi độ cái kính kiểu nè, chỉ có cái đuôi của nó là chưa có phụ kiện về thôi. Cái xi nhan nó có lẽ là 150 sẽ gắn qua được, chưa có cái dè sao độ các bạn ơi. Ở ngoài không biết người ta có chế chưa, nhưng mà bên phụ kiện mình nhập về thì nó chưa có. Rồi mức tiêu hao nhiên liệu của xe này là 2,09 lít cho 100 km, 1 lít xăng các bạn đi tầm khoảng 45 đến 50 cây tùy theo mật độ lưu thông, tùy theo người chạy. Rồi ở phiên bản cao cấp này chúng ta sẽ có sạc điện thoại luôn ha, khóa smart key, tức là các bạn sẽ không sử dụng chìa khóa mà mình sẽ xài cái remote. Đó, cái baga này là loại baga titan 10 ly. Thì cái giá của cái baga 10 ly này là 280.000. Rồi đó, có phụ kiện là tay thắng với là chính bố. Thì mình báo giá lại chiếc này thì nó sẽ tầm khoảng 59 triệu đồng nha. Nó có cái ốc chân kính. Bên độ kính thì bên kia nó sẽ chống, bạn có thể gắn ốc chân kính vào. Đó, đây là cái tay thắng độ ha. Bữa là mình quay màu đỏ bóng rồi nè, cam đen rồi nè, trong thời gian tới thì nó có thể nó sẽ về thêm cái màu xanh ngọc nữa. Bữa cũng có nhiều bạn ý kiến là sơn màu xanh ngọc, thì cũng có gửi nữa, không biết về nếu mà không có ai đặt cọc, không có ai lấy liền thì mình sẽ tranh thủ quay video để gửi đến các bạn ha. Rồi chiếc này thì nếu mà các bạn thích những màu tem sơn trên phiên bản tiêu chuẩn thì vẫn độ được bình thường nha. Trên phiên bản khóa thường á, cho giá nó nhẹ lại, và có những bạn thì họ không thích sử dụng cái remote, họ thích xài chìa khóa cơ. Rồi tiếp theo đó là màu sắc được ưa chuộng nhiều nhất từ giai đoạn trước Tết cho đến sau Tết, xanh ghi bi. Thì giá của chiếc xe này lúc nào cũng cao nhất trong cái bảng màu 155, đó là 57 triệu đồng tại Yamaha Sài Gòn 1, Ninh Kiều, Cần Thơ. Thông tin liên hệ mình sẽ để ở phần mô tả nha. Giá ở các khu vực mà từ thành phố Hồ Chí Minh chở ra ngoài tí xíu thì mình thấy nó khá là nhẹ rồi đó. Còn ở miền Tây mình thì nó chỉ giảm xuống từ từ thôi, nó chưa có xuống mạnh lắm nha. Thì chiếc xe này các bạn có thể trả góp bình thường, thủ tục là chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái, trả từ 20% cho đến 70% giá trị xe, từ 18 tuổi trở lên là việc hợp đồng là lấy xe về bình thường. Ở cái xe mà phiên bản cao cấp á, khóa thông minh á, thì các bạn lưu ý là khi nhận xe các bạn sẽ nhận một cái remote
nó không có giống Honda nha. Honda là sẽ có hai cái remote, còn mình không biết nguyên nhân là Yamaha nó vì tính bảo mật hay gì gì đó, nhưng mà nó chỉ ra một cái remote thôi, một cái mã 6 số kèm theo đó, và hai cái chìa khóa cơ. Rồi chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây, dưới con sổ là éo ai đọc luôn, sổ nhận sử dụng, nghĩ là xe chạy chứ có ai thèm đọc cuốn ở đâu. Đó, hai cái chìa khóa cơ dự phòng ở đây. Chìa khóa cơ này chỉ có tính năng duy nhất là mở cốp yên thôi, đề phòng trường hợp mà các bạn cần thiết mở cốp yên mà không có cái remote, hoặc là các bạn tắt remote quăng vô cốp. Rồi, đây là mẫu độ mũ nhám. Thì độ dàn áo rồi thì cũng có độ mũ nhám luôn, có nhiều sự lựa chọn hơn, đa dạng về màu sắc cho các bạn ha. Rồi, chiếc xe màu trắng đỏ ghim của nó thì hiện tại phiên bản cao cấp là 53 triệu rồi. Còn cái này là độ mũ nhám thì các bạn cộng tiền sơn thêm 2 triệu nữa giúp mình nha, là 55 triệu đồng của chiếc xe này, dành cho chiếc xe này, phiên bản cao cấp khóa thông minh nha. Cái yên xe này thì nó thiết kế hai cái tầng riêng biệt, đường cong hướng lên ha. Đó, tăng cái cảm giác solo, solo là cái gì? Cảm giác một mình. Đó, cái mũ đen của xe thì nó nhuộm thành màu cam đi nè, sơn lại luôn. Đó, bình thường là nó sẽ màu đen vậy ha, bây giờ là sơn lên màu cam luôn. Phiên bản này khóa thông minh đó, như các bạn thấy ha. Còn cái đuôi phía sau thì nó nói là nó thiết kế theo tiểu G1, mà mình thấy nó giống G15 nè. Vẫn chưa có phụ kiện về. Cái đèn lái thì khá là đẹp, khá là ưng á, đèn lái đẹp. Nói chung kiểu dáng con này thì tới thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là rất là nhiều người họ nhìn đã quen mắt và đã thấy được vẻ đẹp của nó rồi. Nhưng mà nhiều người họ vẫn sợ là xe mới nó bị lỗi này nọ, nên họ vẫn tìm dòng 150. Rồi, tiếp theo đó là phiên bản cao cấp màu đen nhám. Thì giá xe của chiếc này là 53 triệu đồng. Hiện tại thì màu đen nhám, màu trắng đỏ và màu đỏ nhám ở phiên bản cao cấp là bằng giá nhau, 53 triệu đồng nha. Đó, trong phiên bản khóa thông minh như các bạn thấy có tem GC nè. GC là chủ yếu là cái bánh mâm thôi chứ nó không có gì. Màu cơ bản như các bạn thấy đó là màu đen nhám nguyên con và tem của nó tem đỏ bạc. Mình nhớ đâu cái đời 2016 là chiếc xe đen tem đỏ đúng không? 2017, 18 là đèn tem vàng, 2019 là đèn nhám tem xanh, còn qua 2020 là đèn nhám tem vàng đồng, bây giờ sang 2021 là 155 đèn nhám tem đỏ có bạc trong đó, thì nó cách phối màu của nó cũng là đèn nhám rồi trắng đỏ rồi đỏ, nói chung là những màu sắc rất là quen thuộc, những màu rất là cơ bản. Thì đường cái á, là nó hiện tại thì nó chưa ra nhiều phiên bản nên nó chưa có đa dạng, nhưng mà được cái á, là những màu sắc này rất là dễ chạy đúng không, các bạn nam rất là dễ sử dụng đó. Rồi tiếp theo là hai phiên bản tiêu chuẩn trắng đỏ với lại màu đen bóng. Thì càng nhìn trong thời gian nhìn càng nhiều thì tự nhiên thấy màu đen bóng rất là bắt mắt, đặc biệt là khi lên quay video mới thấy màu đen bóng rất là hút đó. Thì hai phiên bản tiêu chuẩn này, tất cả phiên bản tiêu chuẩn hiện tại đều đồng giá với nhau là 51 triệu đồng. Đen bóng nè, trắng đỏ hoặc là đỏ nhám. Có những đại lý họ sẽ bán màu đen bóng và đen nhám cao hơn hai màu còn lại. Trước đây thì tất cả đại lý hầu hết đều như vậy, nhưng hiện tại thì ngay Yamaha Sài Gòn 1 thì nó đang bằng giá nhau hết rồi. Nó không có phân biệt màu sắc nữa. Trong thời gian tới có phân biệt nữa hay không thì chưa biết, nhưng mà hiện tại thì nó đang bằng giá nhau. Thì ở tiêu chuẩn nó chỉ khác biệt đó là nó sẽ sử dụng khóa thường rồi. Không có cổng sạc thắng 1.8 như mình đã nói thôi, còn tất cả còn tính năng còn lại thì nó đều giống như là cao cấp. Ví dụ như là sẽ cải thiện cống xả nè, áp dụng công nghệ là phủ carbon kim cương của mẫu xe G1, tăng góc phun và số lỗ phun xăng như G1 luôn. Là nhiều bạn kiếm 150 là 6 lỗ, còn bây giờ là chiếc 155 là nó lên 10 lỗ rồi, số lỗ phun á nó sẽ tăng lên nhiều. Rồi cái góc phun xăng là từ 15 độ lên 18 độ. Và cái dung tích bình xăng thì nó cũng tăng lên 5,4 lít rồi. Kết hợp với cái động cơ tiết kiệm nhiên liệu nữa thì Acetone 155 này là nó sẽ chạy xa hơn 30% so với phiên bản cũ, sắp xỉ là 265 km cho một lần đổ đầy. Còn tất nhiên là nó sẽ, đây là con thông số công bố từ nhà máy thôi. Bạn trải nghiệm nó sẽ có khác nhau tới không khớp 100%. Rồi, đây là màu đỏ phiên bản cao cấp thì nó hệt như phiên bản tiêu chuẩn lúc nãy mình quay thôi, nó cũng không có khác gì. Về cái phần trả góp, mình lấy cà vẹt gốc á, thì hiện tại bên ngân hàng quân đội đang chạy cái gói là nhận cà vẹt gốc trả trước từ 40% là các bạn sẽ nhận được cà vẹt gốc nha. Lãi suất thì đâu như mình quên mất tiêu à, nhưng mà bên HD thì trả từ 50% lên 1.3 mươi mấy á thì nhận được cà vẹt gốc luôn. Đang có những gói ưu đãi trong tháng này,
Rồi chiếc đen cam này thì giá đen lúc nãy mình báo là 53 triệu, thì sơn mũ cam nó cộng lên 2 triệu nữa là 55 triệu đồng nha. Đó là giá của chiếc xe này. Thì nhìn nó sẽ hơi lạ một tí, bạn nào mà thích cái sự bắt mắt, không có thích cái màu sắc cơ bản có sẵn của xe thì có thể là nghiêng sự lựa chọn đến em này. Hoặc là bạn nào thích màu sơn nào nữa thì các bạn có thể đặt ngay tại đại lý Yamaha Sài Gòn 1, tầm khoảng 2-3 tuần gì đó sẽ có ngay cái màu bạn yêu thích. Ví dụ như là cái gì vàng đen nè, rồi màu bạc nè đó. Bạn nào thích màu nào hoặc là có mẫu sẵn thì có thể đặt hàng tại đại lý ha. Rồi, một trong những sự chờ đợi của các bạn trong thời gian gần đây rất là nhiều đó là Exciter 150. Thì hiện tại bên mình chỉ còn phiên bản độ thôi, phiên bản ghi là không có hàng để bán. Các bạn kiếm rất là nhiều, thật sự rất là nhiều. Thì giá của chiếc độ mà full luôn, có tem 3D nè, có mâm, rồi có phụ kiện, đủ thứ ba la la các thứ từ trên tới dưới, từ đít tới đầu luôn. Giá con này cũng tầm khoảng 59 triệu chứ không có rẻ đâu nha. 150 hiện tại hút hàng cực kỳ, không đủ xe để bán. Nhiều bạn điện hỏi mình có một cái thắc mắc như thế này nè, 155 anh ơi, 155 bán ế không? Mà em thấy các cửa hàng 155 chân nhiều hết mà 150 em kiếm không có. Bữa có một buổi em sáng em đi 8 cửa hàng, không cửa hàng nào còn 150 hết. Thì nó như thế này, cái số lượng xe bán ra thì tất nhiên 155 nó sẽ nhiều hơn rồi, nhưng mà số lượng xe về thì 150 nó quá ít. Số lượng xe về 155 nó nhiều, cho nên là các bạn sẽ thấy cửa hàng 155 người ta chân nhiều hơn 150, đó là như vậy. Về rất là nhỏ giọt luôn các bạn. Nếu mà có xe là bán liền, có xe là bán liền, ai mà không muốn chạy doanh số đúng không? Có cửa hàng nào mà không chạy doanh số, mà tại vì số lượng xe đặt cũng không có về nữa. Nó cũng khổ lắm nha. Rồi mâm chiếc xe này mâm ICO nè. Cái tem của xe này là tem màu đỏ quốc dân, mà những cái tháng 9, tháng 10 lúc mà thời 150 còn hưng thịnh là mình có quay cho các bạn xem rồi đó. Là màu đỏ này đúng đỏ quốc dân luôn, rất là dễ bán và màu đỏ này rất là đẹp ha. Vàng 155 mình cũng đã đặt một bộ giống giống gì đây rồi nè. À, cũng có cái ba ga titan 10 ly luôn nè, hình như cái loại này cũng xài chung với 155 luôn các bạn. Rồi cái gù trước gù sau, rồi cái xi nhan, cái tem đẹp ha, tem rất là đẹp luôn á. Đó là lý do mà 150 cả bán gin lẫn bản độ đều rất là hút. Rồi ở đây chúng ta sẽ có những cái họa tiết ẩn chìm nè. Rồi ở phía sau là có độ đèn xi nhan với cái dẹp về sunnit dẹp chết gì quên mẹ rồi. Rồi ở dưới này có một cái dè trắng bùn con ở phía dưới nữa đó, đèn xi nhan nó gọn lên nè. Không biết cái nào mấy phụ kiện của 155 về nữa, làm về chắc mình làm cho các bạn một cái video full phụ kiện như thế nào để coi nó như thế nào. 150 mấy cái màu green thì nó có xanh gill, xanh cam, màu đen nhém, màu trắng đỏ, nó sẽ về ở giai đoạn đầu tháng 3 này nha. Bạn nào mà có thích thì có thể là liên hệ đại lý hoặc là đặt cọc. Có thể đặt cọc là trực tiếp tại đại lý hoặc là chuyển khoản. Bạn có thể liên hệ qua cái số Zalo ở phần mô tả, các bạn có thể chuyển khoản cho công ty để giữ được cái màu mà mình yêu thích trước nha. Rồi tiếp tục giới thiệu với mọi người nữa một con cuối cùng luôn. Con này thật sự là khách đặt rồi, đáng lẽ là mình không có quay đâu nhưng mà quay nhá hàng cho mấy bạn thèm chơi. Con này khách đặt cọc luôn rồi. Chưa có gắn mâm, tính gắn mâm nhện á, mâm Kuni vô chiếc xe này nữa, khách đặt như mâm nhện luôn. Giá của nó cũng tầm khoảng 59 triệu, màu cam đen, cái tông màu y chang con 155 lần đầu lúc đầu video mình quay cho các bạn xem phải không. Giá của nó cũng tầm vậy, con này khách đặt cọc rồi nha. Có bạn nào thắc mắc chiếc 155 mà độ mâm ICO thì trông nó như thế nào thì đây mình quay sơ cho các bạn xem ha. Đây mình bên đại lý có độ một ít phụ kiện sơ nữa. Nhìn cũng vui mắt nha. Rồi những cái phụ kiện mà đầu tháng nó về chưa nhiều nha. Thì có cái két nước nè, cái này bảo vệ két nước thì giá đâu tầm 230 hay gì đó. Khoảng giá đó này là nhôm ha, là bọc nhôm luôn, khá là đẹp ha, mới về nguyên một lô nè. Rồi ba ga lúc nãy mình quay cho các bạn xem nè, đây là loại ba ga titan 10 ly thì giá của nó là 280.000. Loại này thì khá là chắc chắn rồi đó, chắn chắc có hai cái móc chưa đồ sẵn luôn. Ở trên này là có cần số 2 càng của 155 nha mọi người, chứ không phải 150 nha, của 155 luôn rồi đó, xe mới đó. Rồi có chống đỡ luôn nè. Ở trên này thì ba cái linh tinh lịp nè. Rồi đèn của xe, gảnh đề máy đi cho các bạn xem, hai cái đèn đề mi, đèn xi nhan nè. Đó, xi nhan khá là đẹp ha. Halogen. Ở dưới này là đèn pha ở dưới đúng không? Pha dưới có ở trên. Đó, chiếu xa ở dưới, chiếu gần ở trên. Đó, khi mà mở đèn ở trên thì ở dưới tắt. Khi mà mở ở dưới thì ở trên tắt vậy đó. Chỉ có khi mà bát sinh đã cả tất cả đều cháy thôi. Rồi đề máy thử nha, cũng xin chào các bạn luôn.